Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị và thân yêu gần xa và chào mừng tất cả anh chị đến với siêu thị ô tô Bình Dương, đơn vị chuyên kinh doanh mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, có địa chỉ tại số 1968 ngã Bao, xã đường DT743B, khu phố Đông Tân, phường Di An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương anh chị nhé. Và trong video ngày hôm nay em An sẽ lên sóng giới thiệu cho chị một cặp xe Expander màu trắng màu đen đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương, một trong những mẫu 5+2 bán tốt nhất trên thị trường với thiết kế đẹp, nhiều tính năng an toàn và mức tiêu hao nhiên liệu thực sự rất là tuyệt vời. Một chiếc Expander màu đen số tự động 2019 đang lăn bánh 45.000 km biển tỉnh tên tư nhân màu đen này chị nhá, sổ nhập Indonesia một chiếc. Và một chiếc Expander Cross 2020 bản cao cấp nhất của Expander chị nhá, Expander Cross 2020 biển tỉnh. Và chiếc xe hiện tại đang đeo biển số thành phố Cần Thơ anh chị ạ, thành phố Cần Thơ 65A. Và đây là một chiếc xe mới lăn bánh có 2.500 cây số thôi, thực sự đó là điều rất là tuyệt vời đúng không ạ. Nếu anh chị nào mình đang cần kiếm những sản phẩm xe đẹp chất lượng thì chị hãy lên với nhà em An, còn rất nhiều. Nhưng trong thời lượng video em An sẽ chỉ giới thiệu cho chị một cặp xe siêu đẹp, siêu mới, siêu lướt, chuẩn chỉ, không lỗi đâm đụng anh chị ạ. Một chiếc Expander Cross thì rõ ràng về option sẽ được nhiều hơn đúng không ạ. Mặt ga lăng mạ chrome, đèn full LED, thiết kế rất là đẹp đúng không anh chị. 2020 và đây là một chiếc xe mới lướt có 2.500 cây số. Và so với bản Expander số rộng thông thường thì Expander Cross sẽ được trang bị những cái ốp ốp mủ đen này chạy xung quanh xe này, tạo cái sự khỏe khoắn đúng không ạ, khỏe khoắn trong thiết kế. Và bộ mâm cũng có sự thay đổi anh chị nhá, bộ mâm này cũng khác này. Và thêm nữa là phần lóc gác mui ở phần nóc xe anh chị nhá, nhìn cái xe rất là trường xe đúng không anh chị. Đấy, 2020 và đây là một chiếc xe siêu mới đâu. Đây là anh chị nào mình quan tâm đến xe này thì em An nghĩ rằng không có gì phải bàn cãi quá nhiều, bởi vì đây là một chiếc xe mới lướt có 2.500 cây thôi, mâm phay nguyên bản và vỏ này nguyên bản theo xe anh chị nhá. Em An sẽ quay cái vô lăng để chị quan sát được độ mới của vỏ em xe này. 2.509 km là số km thực tế anh chị nhá, thực tế của em xe này mà chủ cũ đã đi. Độ vỏ rất là dày. Và phần các gương chiếu hậu này đều có ốp mạ chrome nguyên bản, các tay cửa cũng là mạ chrome, cũng như là kết hợp với những cái khung cửa sổ đẹp mạ chrome này. Đấy, phần gác mui đây chị có thể quan sát là nhìn cái xe cực kỳ là trường xe đúng không chị. Và khoảng sáng gầm của Expander Cross khá là ấn tượng đúng không ạ, rất cao luôn, rất cao luôn. Đấy, và chị có thể thấy là đây là một chiếc xe gần như là sơn zin cả xe và rất là đẹp. Đấy, những cái ốp mủ này là nguyên bản đấy chị, ở bản Cross mới có, bản tự động bản thường thì sẽ không được trang bị đâu. Đấy, tiếp tục phần dưới này đây, dàn vỏ này là nguyên bản theo xe hết nhá, và anh chị có thể thấy là rất mới nhỉ. Đây này, những cái đầu ốc này mâm không một vết xước luôn, rất là đẹp rồi. Expander Cross 2020 và đang lăn bánh có 2.500 cây thôi. Phần đuôi sau sẽ được trang bị cho anh chị là cụm đèn hậu sau là giải LED này, và có nguyên chữ Expander Cross ở đây. Phần cảng sau rất khỏe khoắn đúng không ạ, rất là khỏe khoắn. Bốn mắt cảm biến sau cũng được trang bị tích hợp sẵn ở mẫu này rồi. Rất là mới, và những cái sản phẩm này thì thực sự với anh chị là kiếm được những cái sản phẩm mà chủ xe cũ họ đi ít và còn kỹ như này rất hiếm nha chị nhá. Đây, rất ít luôn. Đây, mời chị tham quan nội thất của mẫu này. Đấy, 2020 và mời chị tham quan luôn. Nguyên bản ở đây thì các tabi này thì cũng giống như bản thường thôi, nhưng khác ở phần ghế nữa chị nhá. Ghế ở bản này sẽ được trang bị màu đen kết hợp màu nâu. Đấy, màu nâu nữa chị nhá. 2020 và Odo mới chỉ là 2.500 km thôi. Đấy, nên là anh chị nào mình đang yêu những cái sản phẩm chất lượng như thế này thì không thể bỏ qua chiếc xe này, bởi vì đây là một chiếc xe mà em An nghĩ rằng kiếm được một chiếc xe mà chủ cũ họ còn đi ít như thế này hiếm lắm anh chị ạ. Quá đẹp luôn. Vô lăng tích hợp này, option thì em An thấy là gần như là giống với bản tự động bản thường thôi. 2.500 cây số, mọi chi tiết này nguyên bản cho một em xe như thế này. Rất là đẹp đúng không ạ. 2020 Cross cũng là sổ nhập đấy chị nhá. Expander Cross này cũng là sổ nhập Indo đấy chị ạ. Mọi chi tiết là nguyên bản. Và ở phần sau này thì giống thôi, cũng được trang bị hốc gió điều hòa ở phần trần này, và em này đã bọc sẵn trần ni lông rồi chị nhá. Một cái hộp bệ tì tay ở đây để chị để đồ. Ghế thì nguyên bản ha, rất là đẹp. 2020
20, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối. À, mới lắm, vào cái mùi nội thất vẫn còn thơm cái mùi xe mới chị ạ. Gần như là anh chị bỏ tiền ra nhưng mà gần như là anh chị đang mua một cái sản phẩm rất mới nha. Đấy, nên là thực sự nó rất là đáng đồng tiền đấy chị, và cái tầm giá thời điểm này thì vô cùng hợp lý. 2020, mọi chi tiết là nguyên bản, tuyệt đối là không đâm đụng thủy kích tai nạn, và anh chị có quyền check test BMAN cam kết bằng văn bản bằng 5 tiêu chí vàng anh chị. Và sản phẩm bán ra thì cứ 5 tiêu chí vàng sẽ cam kết cho chị luôn. Đây, keo chỉ là bao zin cho chị nhá. Từng phân keo phân chỉ là không mất một phân keo phân chỉ nào. Được chưa? Xpander Cross 2020. Và gầm xe đây, mời chị tham quan phần gầm xe của em xem nào. Sơ cua thì cũng chưa lăn, gầm bệ thì quá mới rồi đúng không ạ? Đấy, em xe này như thế này thì gầm quá mới rồi. Đấy, rất mới luôn nha chị nhá. Sáng nhoáng luôn. Đấy, ok. 2020. Tiếp tục tới phần vế bên đây. Đây chị quan sát tiếp những cái mủ này thì theo thời gian thật ra ít đi, cái mủ này vẫn còn nguyên cái lớp đen này chị nhá, chưa có bị mờ đi. Đây vỏ đây ạ. Anh chị có thể quan sát này, vỏ mâm là nguyên bản theo xe. 2020 lăn bánh chuẩn Oro, chuẩn Oro chị nhá. 2500 cây số, rất mới luôn. Như một chiếc xe mới đúng không anh chị? Không nói quá đâu đúng không anh chị? Và hôm nay đăng kiểm là còn đến tháng 2 năm 2023 chị ạ. Tháng 2 2023 anh chị mới phải đi đăng kiểm lại. Đây, keo chỉ là cứ bao zin cho chị, tất cả những chi tiết keo chỉ là bao zin tuyệt đối. Đó. Ok. Đồng nhất đúng không ạ? Sơn si gần như là tuyệt đối luôn ở mẫu này. Đăng kiểm một đến tháng 5 năm 2023, tháng 3, tháng 2 năm 2023 vậy nhá. Cho mẫu Xpander Cross. Đèn full LED hết và cũng vẫn là được trang bị giải LED định vị ban ngày ở những mẫu như thế này. Nguyên bản, tất cả những chi tiết máy là nguyên bản tuyệt đối cho mẫu này. Ok, đây. Vỏ trước đây. Sẵn anh chị sử dụng rồi đúng không ạ? Anh chị thấy những cái sản phẩm nhà Man đưa đến cho chị là có sao thì nhà Man nói vậy. Ví dụ xe chuẩn Odo thì nhà Man sẽ nói cho chị là Odo chuẩn anh chị ạ. Đây là động cơ 1.5 số tự động, mức tiêu nhiên liệu dao động hơn 6 lít thôi. Vô cùng tiết kiệm anh chị ạ, vô cùng tiết kiệm. Xpander thì thực sự rất ấn tượng về mặt nhiên liệu. Cabo là zin và keo chỉ ở đây là nguyên bản nhé, không mất bất cứ một phân keo phân chỉ nào. Ok. Đấy. Giá bán hiện tại cho mẫu Xpander Cross này, siêu thị ô tô Bình Dương chào rất hợp lý luôn, chỉ có 620 triệu đồng thôi. Và em An nhớ gần đây nhất em An đã chào một chiếc Xpander số tự động phải 639 triệu Cross nhá, 2020 màu cam đấy ạ. Và em An cũng bán là chốt không là cũng 620 mấy triệu. Đây là thời điểm này chiếc xe này đi 2500 cây, em An chỉ báo với chị cái giá là 620 thôi, rất hợp lý luôn đấy. Tiếp theo một chiếc màu đen tự động. Một chiếc này thì em An đã ở cửa hàng cũng một thời gian rồi. Và đây là một chiếc 2019 lăn bánh chuẩn Odo 45.000 km. Và em này đang có giá điều chỉnh khá là tốt. Ở 2019 tự động này thì sẽ là cụm đèn chiếu xa là halogen và vẫn được trang bị mặt ca lăng mạ chrome chị nhá, và đèn gầm sương mù. Bản này thì option nó sẽ bị ít hơn so với em Cross đúng không ạ? Cái đấy thì anh chị cũng biết rồi. Mẫu này thì anh chị cái tầm giá nó mềm mại hơn. Và như chiếc Xpander này thì giá mà BMAN niêm yết nguyên bản là 575 triệu đồng. Nhưng trên video và những buổi live em An đang giảm chiếc này còn đến 20 triệu rồi. Và hôm nay em An sẽ giảm tiếp cho chị 5 triệu là 550 triệu đồng các chị ạ. Dàn vỏ này là theo xe này, mâm phay nguyên bản này chị ạ. Dàn vỏ nguyên xe, mâm phay nguyên bản. Có thay một cái đèn duy nhất thôi, một cái vỏ duy nhất như là vỏ phía sau thì bạn. Đây, tất cả là vỏ này là theo xe nhé. 45.000 km chuẩn cho mẫu này. Xpander 2019 lăn bánh chuẩn Euro 45.000 km, nội thất màu kem nguyên bản, ghế lỉ zin. Nhưng mà chiếc xe này khi mà về bên Yaman thì đã lên cho chị một bộ ghế da rồi. Đấy, nguyên bản là ghế lỉ thôi. Các ốp mạ chrome này, lẹp kính này, tay cửa cũng là mạ chrome hết. Đây, dàn vỏ phía sau đây. Đấy, vẫn là vỏ theo xe nha chị nhá.
Và Xpander thì chỉ có hai bánh trước là thắng đĩa thôi, hai bánh sau là tang trống, nhưng vẫn được trang bị cho anh chị như là ABS cân bằng điện tử đầy đủ hết. À, nội thất là màu kem nguyên bản. ...2019 đăng kiểm và phí đồng bộ còn đến tháng 7/2023. Vẫn được trang bị khóa đầy đủ thông minh, màn hình cam lùi đầy đủ hết anh chị nhá. Đấy. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lên cho chị phủ táp lô, lót sàn đầy đủ hết rồi. Và ghế này là về là bên em an lên nhá. Đấy. Phần trần này cũng đã bọc sẵn cho chị trần 6D rồi này. Đấy. Cabo 4 cánh cửa keo chỉ là em an khẳng định luôn với chị là không lỗi và keo chỉ zin tuyệt đối nhá. Cái đó là em an bằng văn bản luôn rồi. Đây là anh chị khỏi lo luôn. Có sao thì em an là người chịu trách nhiệm với sản phẩm mình giới thiệu cho anh chị đúng không ạ? Đấy. Lỗi sai đâu em an hoàn tiền 100% những sản phẩm bán ra, được chưa ạ? Và thời điểm này nếu chị nào mình có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố thì em an sẽ hỗ trợ làm banh được anh chị nhá. Còn như ở xa thì em an xin phép là không hỗ trợ được. Đấy, các tabi em calamen cho anh chị tham quan cả những cái tabi cửa đi em. Đó. Keo chỉ là bao zin. Đó. 2019 thì sẽ là nội thất màu kem nhé, 2020 thì nội thất sang màu đen rồi. Đấy, nếu anh chị là mình có 20 thì biết luôn. Đấy, 20 thì là nội thất màu đen, còn 2019 là nội thất kem hết. Và ở bản tự động này thì không có cảm biến sau nhá. Đấy, và cụm đèn hậu sau này vẫn là trang bị LED 3D và lên ốp đèn gương cho chị rồi, cũng như là kết hợp cho chị một cái đèn báo thắng ở đây. Đấy. Em này biển tỉnh 68 Kiên Giang anh chị nhá. Đấy. Đây phần hàng ghế thứ ba, rõ ràng với những cái sản phẩm 5+2 thì chúng ta không thể đòi hỏi quá cao về hàng ghế thứ ba, nhưng bù lại thì chúng ta là mẫu xe đa dụng và tiết kiệm nhiên liệu, đấy là một cái lợi thế của dòng 5+2. À. 2019 lăn bánh 45.000 km chuẩn vỏ theo xe. Và chiếc xe này giá chỉ còn 550 triệu đồng anh chị nhé. 550 triệu đồng với những sản phẩm này. Được chưa ạ? Đấy. 550 triệu cho một chiếc Xpander số tự động 2019. Và đây là chiếc xe này là thay, em đang nhớ mà, thay duy nhất một quả vỏ này. Có thể là trong quá trình đi lại đúng không ạ? Nó bị hư vỏ, lứt vỏ thì họ thay thôi. Đấy, có chuyện rất là bình thường. Mâm phay nha anh chị nhé. Xpander là mẫu xe mà luôn dẫn đầu trong doanh số những mẫu xe MPV bán tốt nhất trên thị trường đấy chị ạ. Xpander là như vậy. 2019 550 triệu đăng kiểm một dài anh chị ạ. Tháng 7/2023 chị mới phải đăng kiểm lại. À. Ok. Em này cũng là tên tên tư nhân anh chị ạ. Tên tư nhân thì chúng ta sẽ ra phòng chứng cho tình ý với nhau thôi. Còn tên công ty thì em an sẽ hỗ trợ xuất hóa đơn đỏ cho anh chị. À, rất là dễ dàng. Về mặt pháp lý thì khi mà anh chị mua qua siêu thị, mua qua cửa hàng thì đó là một cái điều mà anh chị sẽ được đảm bảo và yên tâm về vấn đề pháp lý. Hồ sơ giấy tờ thì em an bao rút hết rồi. Đấy, dàn vỏ này theo xe nha anh chị nhé. 45.000 km. Rồi, ok. Rồi, phần cuối cùng là phần khoang động cơ. À, khoang động cơ của em xe này, em xe này cũng ít đi quá nên là chủ xe họ cũng chuột rồ đái á. À. Ok. Đấy. Tuyệt đối là không xảy ra ảnh hưởng đến đây. Đây là cục ABS này, cabo là nguyên bản nha chị. Đó. 2000. Máy khá êm luôn chị, máy rất là êm ái đấy anh chị. Đấy. 2019 tự động và đang lăn bánh chuẩn Odo. À, tuyệt đối là không xảy ra đâm đụng vào bên trong này. Cái đó thì em cam kết rồi. À, một chiếc xe có thể sơn dặn, một chiếc xe có thể xước sát, nhưng vấn đề là cái quan trọng nhất của một chiếc xe đó là không đâm đụng tai nạn và ảnh hưởng đến kết cấu khung xương. Cái đó là cái điều mà bên em an luôn cam kết bằng văn bản anh chị em. Rồi, em an vừa gửi đến tất cả anh chị và thân yêu của em an một cặp xe Xpander Cross 2020 lướt 2500 cây số, 620 triệu đồng. Xpander số tự động 2019 lăn bánh 45.000 km đang là 550 triệu đồng, nào giá đã giảm khá tốt rồi. Và quý anh chị quan tâm về hai mẫu xe 5+2 số tự động của siêu thị ô tô Bình Dương, xin mời anh chị hãy tới với siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và trải nghiệm với chị nhé. Một nữa thì em an cảm ơn chị rất là nhiều, xin gặp lại anh chị và chúc cả anh chị thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin gửi lời chào.